sau đây là trận đấu giữa Thịnh Lộc và Ngọc Long. Đã sắp kết thúc rồi. Thịnh Lộc là Thịnh. Quy định là tay cái chơi mà muốn là cái gì cứ nói với đồng đội mình không phải liên hệ với đồng đội mình chơi. Ok. Năng khiếu. Ok. Có chuyện xong rồi. Quên. Đi về xong rồi. Ông Long ổng thì chuyện á, nhớ đón bạch. Xong còn một trận nữa là xong luôn á, còn một lượng nữa, một đao nữa là xong. Hay quá. Hôm dạo này quen bàn á, chứ mấy trận đầu chưa quen bàn. Tiền đạo thịnh chưa có banh. Đi đào đấy giờ, đi đào hình đấy giờ không có banh. Xuất mạnh lên, xuất hình 5 luôn. Mình có niềm tin chứ.
đã vào quả này thì nó không có ai được. Ui chú, còn chết rồi, xong, hôm nay bắt tay, thằng Thắng Nguyên và Ngọc Long.